Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một chương trình đăng ký một khóa học, đó là Vua Email Marketing. Thì để đăng ký được khóa học này, các bạn vui lòng vào trang là nguyentronghiển.blog.com. Khi các bạn vào trang này thì các bạn sẽ thấy được là một bài viết về Vua Email Marketing. Thì giới thiệu khóa học thì Email Marketing vẫn là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho những chiến lược marketing. Thì Email Marketing giúp bạn xây dựng mối quan hệ, tạo dựng lòng tin và tăng khả năng nhận diện thương hiệu với khách hàng bằng cách là cung cấp thông tin hữu ích. Tuy nhiên, để tiếp thị thành công và tăng doanh số kinh doanh bằng email là điều mà tất cả các người làm chiến lược nào đều muốn, nhưng không phải lúc nào cũng đạt hiệu quả. Thì để bạn luôn duy trì được những chiến dịch của email marketing thành công, mang đến cho bạn và thêm nhiều khách hàng và bán được nhiều sản phẩm và dịch vụ hơn nữa, hãy đến với khóa học Vua Email Marketing của giảng viên Hán Quang Dự, với cách truyền đạt dễ nhớ và dễ hình dung. Bạn sẽ nắm được những bản chất của email marketing và từ đó bạn đưa ra những chiến lược kinh doanh bằng email và được thực hành bằng công cụ GetCarbon. Từ đó bạn sẽ được những bí quyết của email marketing chuyên biệt để tạo thành công. Thì đến với khóa học này, bạn vui lòng đăng ký ở cái đường link đỏ này đây. Thì bạn click vào trong cái đường link này. Thì lợi ích của khóa học này là giúp bạn nắm vững được chiến lược để đạt được danh sách khách hàng tiềm năng một cách tự động và mỗi ngày và mãi mãi. Biết chi tiết từng bước để thực hiện khóa chiến lược, và đó là thông qua công cụ email marketing và GetCarbon. Biết cách xây dựng website đơn giản và hiệu quả, và biết cách để có được thông tin khách hàng và tiềm năng trên Facebook tự động, và cách thức để có thông tin về tiềm năng từ YouTube tự động. Và đối tượng đào tạo đó là nhân viên kinh doanh, chủ doanh nghiệp, startup, chủ của doanh nghiệp, tinh gọn và mong muốn phát triển kênh bán hàng tự động qua email marketing. Thì để được giảm giá ở chương trình học là Vua Email Marketing này, thì các bạn đăng ký với đường link là khóa học được giảm giá, thì các bạn click vào đây thì nó sẽ chuyển tới một cái trang web của Unica. Thì các bạn sẽ được thấy được là khóa học ở đây, thì mà các bạn hãy theo dõi một đoạn giới thiệu về khóa học Vua Email Marketing. Chào bạn, tôi là Hán Quang Dự. Hiện tại tôi đang là giám đốc đào tạo của công ty GCC Việt Nam. Và hôm nay khi đứng đây, tôi muốn gửi lời chúc mừng đến bạn. Bởi bạn thực sự may mắn khi đã xem được video này. Hãy nhớ chỉ cần xem hết video này từ đầu đến cuối và làm sao chỉ dẫn hết sức là đơn giản, thì chắc chắn bạn tiết kiệm hàng chục triệu đồng. Tôi nhấn mạnh là hàng chục triệu đồng. Bởi những thứ mà tôi có thể giúp bạn khiến cho bạn kinh doanh tốt hơn và tốt hơn rất là nhiều lần. Tuy nhiên, trước khi làm điều đó, tôi có một thách thức đối với bạn. Và bạn muốn biết đó là gì thì hãy lắng nghe nhé. Tôi chuẩn bị bàn giao cho bạn cái quy trình email marketing để biến bạn từ một người không biết gì về email, không biết gì về email marketing, trở thành một người bậc thầy về email marketing. Giống như tôi cách đây hơn một năm, tôi không biết gì về email marketing. Công cụ duy nhất tôi biết về email đó là Gmail. Nó giúp cho tôi và cộng sự của tôi làm được việc, tuy nhiên nó không tốt như tôi mong muốn. Nhưng từ khi tôi biết đến email marketing và tôi sử dụng email marketing, thì tôi đã tạo ra thành quả vượt bậc trong quá trình bán hàng
và phát triển kinh doanh của mình và đội nhóm. Khi tôi đang đứng đây với bạn thời điểm này, thì khách hàng của tôi vẫn đăng ký vào cái form nào đó, khách hàng của tôi vẫn có nhận món quà nào đó, khách hàng của tôi vẫn tự động cảm ơn tôi và có email trả lời tự động cho, Và khi tôi đứng đây thì khách hàng vẫn mua khóa học và mua rất nhiều các sản phẩm khác ngoài khóa học của tôi. Đó là sự tuyệt vời được mang đến từ email marketing. Và nếu bạn sẵn sàng đeo tai nghe và ngồi trước máy vi tính, tay cầm chuột có kết nối internet để thực hành toàn bộ những video từ A đến Z chi tiết tỉ mỉ, rất chi tiết và tỉ mỉ để hướng dẫn về email marketing. Bạn không cần kiến thức nền tảng gì về email marketing cả, chỉ cần biết sử dụng internet thôi, chỉ cần có đủ thời gian thôi. Tôi thách bạn có đủ thời gian để xem toàn bộ video chi tiết tỉ mỉ của tôi. Bởi chỉ cần làm được điều đó, chắc chắn bạn thành công trong nghề bán hàng, đặc biệt là bán hàng qua email. Tôi thách bạn đeo tai nghe và xem được đầy đủ video mà tôi gửi cho bạn. Ok, nếu bạn chấp nhận lời thách thức của tôi thì hãy đăng ký ngay cái khóa học này. Đăng ký ngay, bởi nó phí quá là thấp đi. Phí của nó quá là thấp. Tôi không nghĩ rằng có một sản phẩm tuyệt vời của tôi mà phí lại thấp như thế này. Nhưng tôi muốn trao giá trị cho các bạn. Một ngày nào đó, có thể ngày mai ngày kia, hoặc có thể là ngay sau khi bạn tắt cái tab này đi và bạn bật lại, thì giá khóa học tôi sẽ đẩy lên cao hơn, Và cơ hội dành cho bạn đó là đăng ký ngay khóa học này để sở hữu toàn bộ cái bộ video của tôi. Ok, hẹn gặp lại và tôi sẽ hỗ trợ bạn một cách rất là nhiệt tình và tuyệt vời. Thank you. Và thưa các bạn, đó là một đoạn giới thiệu về chuyên gia hướng dẫn email marketing. Thì nếu như các bạn thấy video này hữu ích và những lời giới thiệu đó đã giúp cho các bạn hiểu được email marketing là gì, thì các bạn vui lòng đăng ký khóa học ở đây để nhận được sự giảm giá của chương trình ưu đãi dành cho các bạn. Thì ở đây là giá 600.000. Các bạn đăng ký ở đây thì các bạn sẽ đăng ký ở đường link này thì các bạn sẽ giảm giá được là 40%, chỉ còn lại là 359.000 thôi. Thì video này mình đã chia sẻ đến các bạn những kiến thức, chia sẻ đến các bạn, giới thiệu đến các bạn với khóa học là Vui Email Marketing. Nếu các bạn thấy bài này hữu ích thì các bạn hãy chia sẻ cho nhiều người cùng xem để cùng đăng ký học bài này để cùng phát triển. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong bài chia sẻ tiếp theo. Thân ái chào các bạn.